Chào các bạn, đây là cái vườn dừa nhà mình nè các bạn. Mình hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cái cây mãng cầu gai nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn làm cho cái cây mãng cầu gai nó có trái trở lại ha. Cây mãng cầu gai sau khi mà mình trồng một thời gian khoảng 5 năm, 7 năm á, thu hoạch nhiều lần trái rồi thì cây nó sẽ già và nó có một số cái sâu đục thân, nhánh nó rất là nhiều ha. Trái nó ít dần và trái nó nhỏ. Bây giờ mình sẽ cải tạo nó lại để cho nó ra nhiều trái hơn và nó như một cái cây mới ha, nó có cái sức sống mới, nó đạt cái năng suất hiệu quả hơn nha. Rồi giờ mời các anh em đi theo mình nha, mình sẽ quay những cây mãng cầu gai ở nhà mình cho các anh em xem nè, là mới cải tạo tân can lại mới cho nó đây. Đây các bạn, đây là những cây mãng cầu gai ở phía bên kia ha. Nó là mới vừa được anh mình đốn hạ những cái nhánh mà không cần thiết á, làm cho nó cây nó phát triển trở lại để nó có trái đợt mới ha. Ruộng nhà mình là chuẩn bị xạ lúa. Ở đây cha mình xả nước ra ha. Ở đây còn rất là nhiều cá dưới này nè. Đây sari mai gì anh mình mới đúng hạ nó cho nó bớt nè các bạn, cho bớt nhánh nè, bớt nhánh nó sẽ ra tược mới. Đang trong cái mùa mưa này á, mình tỉa nhánh như thế này á thì nó sẽ ra cái tược mới và cái cây nó sẽ tái tạo lại ha. Và những cái trái mãng cầu như thế này là mình bỏ luôn nè các bạn nè. Tuy là nó đang trong cái giai đoạn có trái đó nhưng mà cũng bỏ luôn nha. Những cái nhánh không cần thiết là mình chặt bỏ hết nè. À, các bạn thấy không, trên cây nó có cái sâu đục thân này không đó nha, sâu đục thân rất là nhiều và anh mình đã tỉa nó như thế này nha, tỉa nó cho nó bớt tối đa luôn. Ở nhà mình thì sari rất là nhiều luôn nha. Cây này của nhà mình là cha mình trồng được khoảng 7 năm rồi đó các bạn. Mỗi năm có 6 cây thôi, mỗi năm bán được khoảng 2 triệu tiền trái ha. Rất là nhiều trái được cắt bỏ luôn các bạn. Đây, trái dưới kia nữa kìa. Cái nào không cần thiết là anh mình xả nó hết như thế này ha, là năm tới là cái cây này nó sẽ phát triển trở lại rất là sum xê luôn á. Nên là các bạn mà thấy mà nó già cỗi như những cây này lâu quá rồi, không có đạt năng suất nữa, cái nó ngày càng nhỏ và sâu bệnh nhiều, thì các bạn cứ tỉa như thế này nha. Đó, tỉa như thế này là mình hút phân lại, mình đào cái lỗ như thế này. Đây là cái lỗ mà mẹ mình cho phân vào nè. Rồi các bạn thấy không nè, mẹ mình đào cái lỗ như thế này ha, cho phân NPK vào. Mỗi cây vào khoảng 2 nắm ha. Rồi mình chôn lại, từ từ nó sẽ hấp thu được cái phân á và nó tốt trở lại thôi các bạn. Ồ, con. Đây là cái con ba ba này các bạn, ba ba trong ruộng mình nè. Cha mình bắt được mới bỏ trong cái xô nữa không? Đó. Cái mãng cầu gai này rất là dễ trồng nha các bạn. Nó là cái gốc ghép bình bát nha, nửa cây là bình bát, nửa cây là mãng cầu gai. Do cái nước ở đây là nước lợ phèn mặn nên là phải có gốc bình bát nó mới chịu được, còn mà không là nó không sống đâu các bạn. Đây là cây sari nha, cây sari sau khi tỉa nhánh rồi đó, nó ra trái rất là nhiều luôn nha, các bạn thấy bông không đó. Bông như thế này đó là nó sẽ đạt năng suất trái rất là nhiều ha. Nhà mình thì trồng chủ yếu là dừa, mãng cầu và một số loại cây ăn quả, mà có một vài cây để mình ăn chơi thôi chứ không có bán nha cả nhà. Có mãng cầu là bán nè, mãng cầu với dừa là bán nè, trái cũng rất là nhiều ha. Hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn cho các bạn biết là mãng cầu muốn đạt năng suất
và làm cho nó cái cây nó được nhiều cái trở lại, cây già cỗi nhiều cái trở lại, thì các bạn hãy mạnh dạn đốn tỉa những cái nhánh già như thế này, những nhánh già, những nhánh chết như thế này, thì nó sẽ ra nhánh mới, tược mới và có trái lại như lúc ban đầu nha các bạn. Như cái những cái cây tơ á ha, các bạn không cần phải đốn bỏ đâu. Như cây này mẹ mình rồi đốn bỏ nên mình không có khuyến khích nha. Các bạn cứ việc hạ nhánh, mé nhánh như thế này, làm cho nó, thứ nhất là nó sẽ thấp xuống nè, thứ hai là nó đạt cái năng suất, nó ra nhiều bông, nhiều cái hơn nha. Cái này là bên vuông của cha mình nha các bạn. Ở phía sau mình nữa là cái ruộng lúa đó, nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Còn cái nhà tôi bên kia là nhà mình đó, mình ở bên kia ha. Vòng vòng khu vực này là khoảng trên dưới 20 công thôi, chủ yếu là ruộng lúa nha, và cây ăn quả chủ yếu là dừa. Các bạn muốn trồng được cái cây mãng cầu này thì các bạn phải ghép gốc bình bát như nãy mình đã nói rồi ha. Gốc bình bát thì nếu mà các bạn không biết ghép thì các bạn có thể mua, các bạn có thể mua cái gốc ta ghép sẵn đem về các bạn trồng nha. Mình đứng ngay ổ kiến, kiến quá, để mình quay cây bình bát cho các bạn xem. Cây bình bát là có một số bạn ở thành phố không có biết cây bình bát ha. Để mình kiếm cây bình bát ở gần đây mình quay cho các bạn xem nha. Chứ cây bình bát thì nó chịu được nước mặn, chịu được phèn nha các bạn. Đây, ở chỗ này có cây bình bát nè. Đây các bạn, đây là cây bình bát nha. Cây bình bát này các bạn. Cây này là cái gốc cỡ bên lớn này ha, là mình có thể ghép được nè. Mình cắt ngang đây ha, và mình lấy cái mắt của cây mãng cầu á, mình ghép vào, mình tháp vào nha. Hôm nào mình rảnh mình sẽ làm cái clip chỉ các bạn ghép mắt của cây mãng cầu vào thân bình bát. Nó đặc biệt là các bạn nên chọn những cái cây ở mé nước như thế này ha. Những cây ở cái mé đìa, mé nước như thế này nè, là nó sẽ sống được, không cần phải tưới luôn ha. Cái nguồn nước nó dồi dào á, không cần phải tưới luôn các bạn. Còn đây là những cây bình bát già nè các bạn. Cây bình bát già như thế này á, ở phía sau mình nè, nó cao khỏi đầu mình luôn nè, là mình không có nên ghép nha. Những cây già như thế này dù cho nó ở sát mé nước mình cũng không nên ghép cái cây mãng cầu vào nha các bạn. Nó không có còn cái nhựa cây, nó không còn tốt để nó tháp với cái mắt của cây mãng cầu nữa, nên là nó sẽ kém phát triển. Và nếu mà nó có ghép, các bạn ghép có dính đi nữa thì cái nhánh đó là nó bị hạn chế phát triển tối đa, do cái gốc này nó ưu tiên cho cây bình bát rồi các bạn. Còn các bạn ghép như cái cây nhỏ lúc nãy mà mình nói đó, là khoảng bằng tay cái trở lên á, bằng tay cái cho đến bằng nửa cùng tay á, các bạn ghép lúc đó là nó dính rất là nhanh, và đặc biệt nó sẽ phát triển cái nhánh mãng cầu gai của mình đó, nó tốt hơn cái nhánh bình bát. Sau này nó sẽ có 30% của cây bình bát và 70% của cái cây mãng cầu gai, nên nó trái của cây mãng cầu gai sẽ rất là nhiều, còn cây bình bát nó sẽ không ra trái luôn các bạn ha. Còn mà các bạn mà để như thế này, ghép cây dài như thế này, các bạn không có ghép, buộc phải ghép cây dài như thế này thì cái cây bình bát nó phát triển nhiều hơn là cái cây mãng cầu gai nha, nên là cái năng suất nó không đạt, nên là mình bỏ qua cái trường hợp này, mình không ghép nữa nha các bạn. Đây, nhà mình thì bình bát rất là nhiều ha, mương vườn rồi bao la mênh mông luôn các bạn. Vườn nhà mình nó u sù hết trơn, không có thời gian mà mình để cải tạo chăm sóc rồi ha. Có những cây dừa nè rất là đẹp luôn, cỡ 3-4 năm rồi nó có bị lớn nè. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây ha. Xin chào các bạn.